Dạ rồi, em xin kính chào quý chị đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Đắk Lắk. Và hôm nay em xin gửi đến quý chị một cái lô đất với diện tích là 17 ha trên giấy tờ và thực tế là 18 ha nha quý anh chị nhá. Cái lô đất này của mình thì đã xin được chủ trương làm chuồng trại. Quý anh chị nào có nhu cầu về làm chuồng trại chăn nuôi heo thì có thể quan tâm tới lô đất này của em nhá quý anh chị nhá. Đây, cái lô đất này của mình thì nó bám mặt đường khá là dài và đang trồng điều đấy nha quý anh chị nhé. Và có một số thì đã chặt cây rồi mà đất trống nha. Giờ thì cỏ nó mọc lên khá là cao. Tại vì cái ông chủ ngày xưa là xin thì bây giờ có một số khúc mắc nên là không thể làm tiếp tục khởi công cái công trình này nữa. Nên là quyết định sang nhượng lại cho quý anh chị nào có nhu cầu làm trang trại, chăn nuôi. Lô đất này của mình thì đã có sổ sách đầy đủ rồi nha quý anh chị nhá, sổ đỏ. Với diện tích là 17 ha và thực tế sử dụng là 18 ha nha quý anh chị nhá. Đó, ô tô thì vào tới nơi này quý anh chị này. Nay em có dẫn mấy khách đi xem nên là tiện em cũng quay lại cái lô đất này của mình. Hiện tọa lạc tại xã E Son, huyện Ea Leo, tỉnh Đắk Lắk nha quý anh chị nhá. Và cái giá bán cho cái lô đất này là 850 triệu trên 1 hecta với tổng diện tích là 17 hecta như quý chị nhé, và thực tế là 18 hecta. Đất thì khá là bằng, không có dốc lắm đâu nha quý chị nhé. Đây là một cái con đường đi vào sâu bên trong. Đó, đất khá là bằng quý chị này. Ở đây có một cái nền nhà, quý chị nào đến đây thì có thể tiếp tục khởi công công trình này. Bây giờ anh chủ anh xin được chủ trương rồi nhưng mà anh lại không tiếp tục được nữa nên là quyết định sang nhượng lại cho quý anh chị nào đang có nhu cầu mua đất về làm trang trại chăn nuôi. Đó, khá là đẹp quý anh chị nhé. Tiếp này em quên không mang theo flycam để em bay lên cao quay lại tổng quan khu vực này của mình cho quý anh chị xem. Quay dưới mặt đất thôi để mấy chị nào có nhu cầu thì liên hệ tới số điện thoại của em với giá bán là 850 triệu trên 1 hecta nha quý anh chị nhé. Quý anh chị đã đến thì em dẫn đến để thăm tổng quan cái khu vực này, đi bốn bên xung quanh nhìn cái khu vực này nó rõ hơn. Đó, và nếu như quý anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ tới số điện thoại của em. Và cuối video em xin chúc quý anh chị một ngày mới tốt lành, nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe như quý anh chị nhé.